Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại kênh Đối Với Tính. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vào cái chế độ Factory Mode để ta thực hiện những cái chế độ trong này nhé, của con máy Intel S13 Pro. Tôi sẽ vào cài đặt Intel S13 Pro. Để thực hiện vào chế độ Factory Mode thì đầu tiên ta sẽ tắt nguồn. Ta sử dụng hai tờ phím là phím giảm âm lượng và phím nguồn. Giữ hai phím một lúc hoặc giữ giảm lượng trước, giữ nguồn. Rồi lên logo thật hạ nguồn vẫn giữ giảm âm lượng nhé. Rồi đây là chế độ Factory Mode thì ta có thể test máy các thứ mà ta cần mua. Ví dụ auto test này các bạn test nó nhiều chức năng test lắm nhé. Cái này các bạn tự nghiên cứu nhé. Cái này chức năng này là các bạn format mặc định hết cả ổ cứng. Đó version. Ví dụ version của nó robot chẳng hạn. Bạn vừa thêm xong đồ chip Intel S3 Pro MT6580 này, email các kiểu ở đây hết. Rồi, ta sẽ reboot nhé. Cái này các bạn sẽ nghiên cứu thêm nhé. Ấn nút nguồn và từ tăng giảm lượng rồi. Ôi, vừa rồi mình vừa cho các bạn cách vào cái chế độ Factory Mode của con máy Intel S13 Pro. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.